chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm thịt chà bông tại nhà. Thịt chà bông cũng được mà ruốc thịt heo tại nhà cũng được. Bây giờ ta bắt đầu thái thịt. Đây là miếng thịt mình đã rửa sạch sẽ rồi. Bây giờ ta sắp theo thới dọc. Ta bật bếp lên để ta luộc qua thịt. Mình thái theo thế dọc nha các bạn. Đây là mình mua nửa cái thịt heo. Và mình đã lọc hết gân rồi các bạn và các cháu ạ. Các bạn ơi, thịt của ta đã sôi rồi, ta bắt đầu hớt bọt. Bây giờ ta bắt đầu gắp thịt bỏ trong nồi. Mình luộc xong rồi mình rửa sơ qua nước lạnh đi cho nó sạch, nó thơm thịt. Các bạn ơi, đây là mình mua thịt cốt lết nha các bạn. Cốt lết là mình làm chà bông rất là ngon. Ta bắt đầu đổ mắm vào. Mình đổ khoảng nửa chén nước mắm. Ta bật bếp lên. Cái này là mình thích ăn mặn thì mình cho nhiều nước mắm, mà mình thích ăn nhạt thì mình cho ít nước mắm thôi các bạn ạ. Ta đổ thêm một ít nữa. Bây giờ thì mình muốn hướng dẫn cho các bạn và các cháu thấy rõ ràng như vậy nè. Mình cân một lạng bảy nước mắm, một lạng bảy nước mắm, hay là các bạn và các cháu nhìn có thể nhìn như vậy. Đây là một lạng bảy nước mắm ta đổ vào. Mình muốn hướng dẫn cho các bạn và các cháu thấy cho rõ ràng. Ta bật bếp lên. Các bạn ơi, bây giờ mình cho vô một ít bột ngọt. Không, cho ít bột ngọt. Một ít tiêu. Và ít bột nêm. Và một ít muối. Còn mình thì mình không thích ăn đường cho nên mình không nêm đường. Các bạn mình và các cháu muốn ăn đường thì các bạn và các cháu cho đường, chứ mình thì mình không thích ăn đường nên mình không nêm đường. Mình đun lửa vừa vừa thôi. Trong khi chờ đợi cho mình đun cạn nước mắm á, thì mình có đôi lời với các bạn và các cháu như vậy. Hôm qua mình tải lên là gà rán, nhưng mà có một người gọi điện bằng Facebook tới cho nên màn hình đứng hư một bộ phim luôn, mình không tải lên được. Và có nhiều cháu xin cô là cho con xin Facebook, thì cô đã cho các cháu Facebook rồi, thì ngày hôm qua hư bộ phim rồi, cô đã chặn hết rồi, các cháu thông cảm cho cô. Chứ còn tại vì cô quay phim thì đâu có biết lúc nào cô quay, mà các cháu thì gọi điện tới thì bất thình lình gọi tới, thì cô bị hư bộ phim ngày hôm qua cho nên cô không tải lên được, thì các cháu thông cảm. Từ nay cô cũng không cho ai Facebook hết. Và cô lỡ cho rồi thì cô đã chặn.
Hôm qua đáng lẽ cô tải lên gà rán mà bị hư bộ phim cho nên cô không tải được. Mình đảo lên thịt lên các bạn, cái miếng nào ở trên mình cho xuống dưới và miếng nào ở dưới mình cho lên trên cho nó thấm mắm. Thịt ta bây giờ bắt đầu cặn cạn rồi, ta bắt đầu bỏ ra để ta giã. À, bây giờ ta giã nóng, mình giã nóng để cho dễ các bạn và các cháu ạ. À, mình có thể bỏ cái thớt mình giã nó dễ dỡ hơn trong cái chày, à cái cối. Bây giờ mình giã cái thịt xong rồi ta bắt đầu xé, ta không cần xé, ta cứ xé như vậy là các bạn là cháu nào đó ta xé về rất là nhanh, nhưng mà ruốc mà xé nhỏ quá thì ăn không ngon đâu, cho nên mình cứ xé như vậy này, mình nắm cả nắm như vậy này đó, mình xé nhanh lắm. Mình bỏ cái chảo to mình ra, cái chảo này nó nhỏ quá. Các bạn cứ cầm về các bạn xé này rất là mau. Bạn giã, các bạn nên giã lúc nóng á, nó dễ giã lắm, các bạn đừng để nguội, nó nguội nó cứng khó giã. Đó, mình xé ruốc mình thích xé to to chứ mình không thích xé nhỏ đâu. Và mình thái thịt đó mình thái dọc các bạn thì cái cọng ruốc nó rất là dài, nó đẹp. Đó, mình xé nhanh lắm. Mua thịt về các bạn lọc hết gân hết mỡ ra, có nửa cái ruốc mà các bạn thấy nhiều không, rất là nhiều luôn. Mình mua về mình làm thì an toàn hơn, tại vì mình mua thịt tươi á, còn nhiều khi người ta bán thì người ta bán mua không thịt không được tươi. Bây giờ ta bắt đầu rang ruốc, mình đổ cái nước mắm còn thừa về này. Đó, mình vô đây mình rang luôn. Các bạn lấy cái ruốc này các bạn vét cái nồi. Ta bắt đầu bật bếp lên, mình rang lửa nhỏ thôi các bạn ạ. À, đó mình rang cái lửa nhỏ thôi thì không có sợ chà bông nó cháy. Và mình rang chà bông thì mình không nên rang khô quá, rang khô quá ăn nó không có ngon. Các bạn thích ăn đường thì các bạn bỏ vô, chứ mình thì mình không thích ăn đường. Và tiện đây cô cũng có đôi lời với mấy cháu là như vậy. Có cháu vẫn hỏi cô rằng: cô ơi cô làm kem cuộn đi cô. Nhưng cô nói là cô không có máy làm kem cuộn, máy kem cuộn rất là đắt, cho nên cô không làm kem cuộn được. Mà cái công thức mà làm kem tự chế đó, là công thức đó là công thức làm kem cuộn đó, nhưng mà cô thì không có máy làm kem cuộn. Và có cháu hỏi cô rằng: cô ơi bánh bông lan là bao nhiêu lượng, bao nhiêu đường, bao nhiêu bột, cô hướng dẫn rất rõ ràng rồi mà các cháu không để ý, các cháu cứ hỏi cô. Các cháu làm thì các cháu phải mang cái video ra đằng trước mặt nó, rồi các cháu cầm một tờ giấy với một cái bút, cháu ghi vào. Khi mà cô đọc số lượng ấy các cháu ghi vào, nếu các cháu nghe không rõ thì các cháu mở video ra nhiều lần để mà xem. Là chứ các cháu mở ra một lần nhiều khi các cháu không có nghe được, mà các cháu mở video ra các cháu xem
đừng biết để ý gì hết, cứ chú tâm vào video. Đừng có để ý là cô mặc áo xanh, áo đỏ hay là cô hôm nay cô đẹp hay không. Cháu để ý vào video thôi thì các cháu mới làm được, chứ còn cháu không để ý hết, các cháu không làm được. Cô cũng tiện đây cô kể cho các cháu nghe là có một một cháu nói với cô rằng như vậy: cô ơi, con làm bánh bánh tai heo, con bán một bịch 5.000, con bán rất là đắt, cô mừng lắm. Thì các cháu đã làm mà đã thành công mà bán được, cô mừng lắm. Còn có cháu nói với cô rằng con bán kem 3.000 một ly. Còn có cháu nói với cô rằng con làm bánh, con đổ đi 5 lần, bây giờ con giúp cô, con làm được. Đó là Hoàng Tử Nhiếm. Không tin cô, các cháu mở ra coi, ở Bánh Thông Lan ấy, Hoàng Tử Nhiếm nói với cô rằng con đổ đi 5 lần rồi, bây giờ xem giúp của cô thì con đã làm được và đã thành công, rất là ngon. Các bạn ơi, bây giờ ta bắt đầu thử ruốc, ta tắt bếp đi, ta thử ruốc. Các bạn lấy ra một ít cái dĩa các bạn để này. Cái khi mà nó nguội nguội rồi á, là nó khô là được. Các bạn thử trong chảo á, thì lúc nào nó cũng ướt hết. Các bạn để ra cái dĩa này. Đó, nó khô. Nó nguội rồi nó khô là được. Bây giờ cái ruốc của ta đã khô rồi, đã được rồi, ta bắt đầu tắt bếp. Mình có thể cho thêm một ít tiêu bột cho nó thơm. Đó, mình có thể cho thêm một ít tiêu bột cho nó thơm. Mình thích thì mình cho, mà không thì thôi các bạn ạ. Cho nó thơm. Bây giờ ta bắt đầu lấy ruốc ra ta canh thử. Có nửa cái ruốc mà, có nửa cái thịt mà mình làm được nhiều quá. Bây giờ ta cân được 2 lạng 7. Mình mua có nửa cái thịt thôi mà mình cân được 2 lạng 7. Bây giờ mình để cho nó nguội bớt rồi mình mới bỏ vào trong cái hũ được. Chứ nếu mà ta còn nóng là bỏ trong hũ là sẽ hấp hơi. Và ta nên bảo quản trong tủ lạnh. Chứ nếu mà các bạn để ở ngoài thì nhiều khi mình ra còn ướt quá thì nó sẽ bị mốc. Ta nên bỏ trong tủ lạnh. Và ta bỏ tủ lạnh thì ta bỏ trong cái bịch ni lông ở trong cái hũ á, ta đậy lại chứ ta đừng có để không, để không rồi nó rất là khô, nó khô lắm luôn. Và tiện đây thì cô cũng có một vài lời với mấy cháu bé như vậy. Có mấy cháu bé nói với cô rằng: cô ơi, con không có máy đánh trứng thì làm sao hả cô? Thì các cháu đánh bằng tay, các cháu có thể dùng một nắm đũa các cháu đánh nhưng mà mỏi tay lắm. Cô bày các cháu một chiêu như vậy nè: các cháu muốn xin mẹ một cái máy đánh trứng thì các cháu phải siêng năng dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ đàng hoàng, rồi cháu mang cái video ra cháu nói với mẹ: ơi, mẹ mua cho con cái máy đánh trứng đi đó, mang cái video mấy bánh bông lan đó, rồi con sẽ mỗi ngày con nhịn ăn sáng, con ăn cơm nguội, rồi một tháng con nhịn một tháng, con không ăn sáng, con ăn cơm nguội. Cô tin rằng mẹ các cháu không có để cho cháu phải ăn cơm nguội đâu, mẹ các cháu sẽ mua cho các cháu. Và các cháu phải siêng năng dọn dẹp lên, các cháu đừng có làm các cháu bày tùm lum. Rồi các cháu mà xin mẹ hả, mà xin mẹ lúc vui vui á, đừng lúc mẹ đang tức đừng có xin. Rồi nếu mà các cháu mà làm biếng, các cháu không dọn, các cháu làm, các cháu cứ bày ra thì mẹ các cháu sẽ chửi đấy. Mẹ bảo chứ, tao mua cho mày làm mà mày cứ bày ra cho tao dọn. Các cháu phải siêng năng dọn dẹp sạch sẽ và làm bánh làm trái xong rồi dọn dẹp sạch sẽ. Các bạn và các cháu ơi, vậy là ta có một dĩa chè bông rất là ngon. Đó, nửa cái thịt mà ta làm được 2 lạng 7. 2 lạng 7 thịt, 2 lạng rưỡi chè, 2 lạng 7 chè bông. Vậy là ta đã hoàn thành. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công.